Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu review cho các bạn một sản phẩm mới mình vừa mới nhận về đây. Tên sản phẩm là máy xúc điều khiển từ xa, có thương hiệu là Volvo các bạn nhé, Volvo. Và giá của sản phẩm mình vừa mới mua trên Lazada là 998.813 đồng, tức là vào khoảng 1 triệu. Bây giờ mình sẽ không để các bạn chờ lâu, mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem. Hôm nay là cái sản phẩm này mình sẽ giới thiệu với các bạn, và sau khi giới thiệu xong mình sẽ chạy thực tế để cho các bạn xem là cái chất lượng của chiếc máy xúc điều khiển từ xa Volvo này như nào nhé. Máy xúc Volvo, thương hiệu có hai cái logo biểu tượng là double E, tức là hai chữ E. Trên hộp ghi là quay tròn 360 độ từ gầu múc này cho đến cái phần máy ở trên, quay 360 độ. Nút điều khiển từ xa, sóng 2.4 các bạn nhé. Khi mà dùng cái điều khiển này thì sẽ không bị lẫn với các thiết bị khác, tức là một mình nó điều khiển nó thôi. Đây là hướng dẫn sử dụng, mình để đây. Và bây giờ vào thực tế sản phẩm. Đây là một chiếc điều khiển các bạn này, điều khiển từ xa. Gạt trái phải tiến sang trái sang phải đây. Và những cái nút này là gầu múc này, múc này, rồi là quay tròn này. Đấy. Và mình ở đây. Bây giờ đến nhân vật chính. Nhân vật chính của đây. Chu trời ơi, nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Đây, cái chất nhựa rất là đẹp. Cái thương hiệu Volvo này nhìn đã thích thích rồi. Các bạn nhìn chữ này. Giờ mình sẽ không để cho lâu, bóc luôn. Kích thước của sản phẩm này là trên hộp này ghi là 1/16, nhỏ hơn 16 lần so với máy thực tế. Các bạn theo dõi kênh bất động sản thì rất mong các bạn là vẫn tiếp tục ủng hộ. Và mình sẽ có thêm một kênh nữa là Long Việt Bất Động Sản. Và kênh này thì là mình sẽ chuyên đi múc đất và bán đất bằng những chiếc xe mô hình thu nhỏ. Rất mong được các bạn ủng hộ, đừng rời xa mình nhé. Đó, các bạn nhìn đẹp chưa? Chùi, nhìn thật là tinh xảo. Rồi, thứ nhất, các bạn nhìn này. Phần cabin có một chỗ ghế ngồi cho bác công nhân. Bác lái xe. Bác công nhân, bác lái xe. À. Đấy, và cái phần bên dưới này thì là bánh dòng bánh xích mô hình, nhưng mà hiện tại là bằng nhựa thôi các bạn nhé. Nhựa, nhưng mà nhựa này là nhựa rất tốt này. Và đây là các vòng tua của bánh sẽ tác động lên cái vòng bánh xích này. Đấy, các bạn nhìn này. Thiết kế rất là đẹp, rất tinh xảo. Đấy. Cái phần kệ đứng này, có thể các bạn có thể đứng thêm một chú lơ của máy xúc đứng ở trên này để điều khiển. Và cái phần cần này thì có những hệ thống dây dẫn truyền đến gầu múc để điều khiển. Đó chính là dây truyền điện để điều khiển cái gầu múc kia. Các bạn nhìn anh thấy. Kiểm tra xem là gầu múc này bằng sắt hay bằng nhựa nào. Giới thiệu các bạn, đây là một chiếc gầu. Thật tiếc ở cái sản phẩm này là gầu múc lại bằng nhựa, nhưng mà nhựa cứng các bạn nhé, nhựa cứng. Thì chút nữa sẽ review thực tế sản phẩm xem em nó múc có khỏe không. Rất là chắc chắn. Từ bé đến giờ mới được tận tay sờ và ngắm một cái đồ chơi điều khiển từ xa xịn sò như này. Đã, các bạn nào được sở hữu chưa? Các bạn comment giúp mình nhá. Các bạn nhìn này. Chi tiết sản phẩm. Chúng ta thử xem đến phần hoạt động của chiếc máy xúc này như thế nào. Và chúng ta chờ một chút để kết nối các cái phần pin và điện. Khuyến cáo các bạn là chơi những cái dòng xe đồ chơi này, chúng ta nên mua những dòng pin sạc các bạn nhé. Dùng pin sạc thì là sẽ ổn hơn, được lâu hơn. Và nếu mà dùng pin sạc nên dùng những cái dòng mà tầm khoảng 2700A, 2700, 3000. Cho dòng pin AA để dùng cho điều khiển. Còn cái phần
pin của chiếc máy xúc này thì chắc chắn là pin sạc rồi. Đó, đây là phần pin các bạn này. Kết nối với cái phần các bạn cắm ở cái nguồn điện đây. Và cái phần bộ sạc này, khi mà các bạn dùng mà hết pin, các bạn cắm vào đây. Đây là dây sạc. Dây sạc và cắm vào đầu USB của bộ sạc điện thoại cũng được. Bây giờ ta cắm vào đây. Kết nối vào máy xúc. Mình hơi tiếc một chút là cái gầu này bằng nhựa các bạn nhé. Cho nên là nếu như mà các bạn mua cho mình một con máy xúc thì thực tế cái máy này cũng đã rất tuyệt vời rồi. Với cái giá 1 triệu. Thì nếu như mà để có cái sản phẩm tốt hơn, các bạn mua thêm mua cái dòng mà cái gầu múc này nó có thể bằng thép hoặc bằng sắt thì chắc chắn là múc sẽ khỏe hơn nhiều. Đây là bộ phận gương cho bác tài xế này các bạn này. Và phần bên trái bên phải đều có gương nhá, mô hình gương. Cái vật này là tay vịn cho bác lơ xe hoặc là bác tài xế. Rồi. Đến cái phần tay điều khiển chúng ta mở ra. Giới thiệu các bạn này nha, mình mới mua thêm một bộ pin sạc này. Thương hiệu là Double Bow. Bộ pin sạc này có dung lượng là 3000. Pin này đặc chủng dành cho các phòng hát karaoke, cho pin của micro, cho nên là rất bền các bạn nhé. Đây tới 3000 mAh, bền lắm. Thì ở đây, hộp của nó đây. Của cái máy xúc này mình dùng tạm cái pin con thỏ đây. Đây là tay điều khiển thì lắp pin rời, pin tiểu tầm trung. Rồi, và đây là có công tắc on off để tắt bật nha các bạn nha. Bật lên. Rồi, bật lên là có đèn nháy luôn này. Đó. Đến phần máy xúc thì chúng ta bật cái phần cũng phần on lên. Phần bên thân dưới này có một nút on và off, các bạn bật lên. Đấy, kêu rồi, có vẻ kêu rồi. Bây giờ chúng ta điều khiển thử này, tiến. Rồi. Các bạn nghe tiếng khởi động chưa? Nghe rất hay. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt lên đường đi cho các bạn thử xem nhá. Điều khiển rất nhạy. Điều khiển nhạy lắm các bạn. Rồi, giờ thử chúng ta thử. Đi thử múc đất nào. Chấp hết mọi địa hình. Tiến lên. Đó đấy. Quá tốt. Có lẽ là chiếc máy mới về cho nên là sự thao tác nó vẫn còn đang chưa nhuyễn các bạn. Nhưng mà điều khiển của nó thì rất là chuẩn. Cần vươn dài gần 50 các bạn nhé. Rồi. Quay sang phải. Sang phải. À, anh đi sang trái rồi. Anh đang sang trái. Rồi. Bây giờ mới là sang phải đây. Rồi. Anh quay 360 độ. Chú. Và sau clip này mình sẽ có một chiếc xe tải Volvo Ben các bạn nhé. Để phục vụ cho công trình và em máy xúc Volvo này sẽ xúc đất lên chiếc xe tải để giới thiệu đến các bạn. À, anh đang cào. À, cái này là không phải là anh múc mà anh đang cào. Cào đất. Đó rồi, có lẽ là địa hình này hơi cao so với em. Lên nào. Có lẽ là em xe Volvo này phù hợp với múc cát các bạn.
đất có lẽ là hôm nay là hơi cứng, cho nên em múc nó hơi khó. Cho nên là có lẽ là em gầu nhựa này phù hợp với múc cát nhiều hơn. Hôm sau mình sẽ có cát để múc cho các bạn xem nhá. Bây giờ thực tế mình sẽ đo cho các bạn xem là cái kích thước của chiếc xe cẩu Volvo này là như thế nào nhé các bạn nhé. Chiều dài của phần bánh xích là 28 này. Các bạn nhìn thấy chưa? 28. Xấp xỉ 30. Cái phần bắt đầu từ gầu có lẽ là chưa vươn hết rồi. Là 60 các bạn nhá. Bề ngang đây các bạn nhìn này. 20. Đấy, để thực tế để cho các bạn nếu như mà có nhu cầu định sắm cho mình một em gầu múc Volvo để cũng biết được thực tế. Về kiểu dáng hình thức thì rất là đẹp. Thì như mình đã nói là rất tiếc là chiếc gầu múc này nó bằng nhựa các bạn nhé. Cho nên là đối với cái phần múc mà đất cứng là hơi khó khăn. Cho nên là có lẽ là em phù hợp với đất mềm, nhão hoặc là đồng ruộng, ao hồ, dưới ao múc vẻ bùn, múc và đặc nhất biệt là có thể là múc cát, múc bùn là có thể hợp lý hơn. Còn nếu như các bạn muốn là múc đất cứng hơn một chút thì các bạn sử dụng cây gầu múc bằng sắt thép các bạn nhé. Còn toàn bộ phần thân đều là bằng nhựa hết, nhưng mà nhựa rất là đẹp. Đó, vậy là như vậy vừa rồi là mình đã review xong cho các bạn một chiếc Volvo, trên vỏ hộp là ghi là E568 các bạn nhé. Thì rất hy vọng là qua clip này các bạn sẽ tìm hiểu thêm cho mình về cái tính năng cũng như là về cái hình ảnh cũng như là chất lượng của chiếc Volvo này, cũng như là để lựa chọn cho mình một cái sản phẩm đồ chơi phù hợp với cái nhu cầu của mình. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về đồ chơi, máy công trình. Và mình sẽ còn một vài sản phẩm của thương hiệu Volvo này nữa để giới thiệu đến cho các bạn. Xin chào và tạm biệt.